Kính thưa quý vị và bà con, trang nông nghiệp tuần này có những nội dung đáng chú ý sau: tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại, chủ động ứng phó với nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vụ hè thu năm 2024. Trước hết, mời bà con và các bạn theo dõi trang tin. Trong thời gian qua, nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp và các ngành chức năng, các chủ rừng phối hợp với chính quyền và nhân dân ở các xã có rừng đã kịp thời triển khai các phương án bảo vệ và phòng cháy. Tỉnh Quảng Trị có hơn 252.000 hecta rừng, trong đó rừng tự nhiên trên 140.000 hecta, còn lại là rừng trồng, độ che phủ rừng đạt 50,1%. Để bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, nhất là hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng xảy ra, tỉnh đang chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chức năng. Các chủ rừng thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và kịp thời thông báo cấp cảnh báo cháy rừng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở người dân có ý thức khi ra vào rừng, cũng như huy động lực lượng tuần tra, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại rừng và các hoạt động dễ xảy ra cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thị xã xây dựng lịch trực bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, củng cố các tổ xung kích chữa cháy rừng ở cơ sở, xây dựng phương án huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy rừng và trang bị phương tiện, dụng cụ cho các lực lượng chuyên trách. Phương châm đặt ra là triển khai đồng bộ các phương pháp phòng là chính, chữa cháy kịp thời và hiệu quả, hạn chế thấp nhất những thiệt hại xảy ra. Vụ hè thu năm 2024, toàn tỉnh gieo sà 22.300 ha. Đến thời điểm này, hiện nay các trà lúa đầu sinh trưởng phát triển tốt. Cùng với đó, các đối tượng dịch hại đã bắt đầu xuất hiện, có khả năng ảnh hưởng lớn đến năng suất. Trong đó, ốc bươu vàng là một trong các đối tượng dịch hại bà con cần có biện pháp phòng trừ ngay từ đầu vụ. Ốc bươu vàng rất thích ăn mầm lúa và lúa non, làm giảm mật độ tổn công tỉa rằm. Ở mật độ cao có thể làm ruộng mất trắng, phải gieo lại, ảnh hưởng đến năng suất lúa. Theo dự báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, trong thời gian tới, ốc bươu vàng sẽ tiếp tục gây hại trên cây lúa, đặc biệt có thể hại nặng một số vùng nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời. Để phòng trừ ốc bươu vàng có hiệu quả, bà con cần tập trung ra đồng bắt ốc và trứng ốc đem tiêu hủy. Đối với ruộng có mật độ ốc quả cao, ốc tuổi nhỏ, không thể bắt bằng tay, có thể sử dụng các loại thuốc phun có hóa chất hoặc thuốc rải giang hạt có hóa chất, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Ngoài ra, cần theo dõi các đối tượng sâu bệnh trên lúa để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Để nhanh chóng kiểm soát và phòng ngừa các ổ dịch bệnh dại phát sinh và lây lan, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tăng cường chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y và các cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại động vật và tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, ban hành các kế hoạch, các văn bản để chỉ đạo trong công tác phòng chống bệnh dại động vật, tiêm phòng dại động vật như kế hoạch tiêm phòng gia súc gia cầm, kế hoạch tiêm phòng bệnh dại, các văn bản chỉ đạo tăng cường trong phòng chống dại. Tính đến hiện nay, trên toàn tỉnh đã tiêm phòng dại được 35.000 con chó mèo trên tổng đàn hơn 51.000 con, chiếm tỷ lệ 68%. Một số địa phương đạt cao như thị xã Quảng Trị 100%, thành phố Đông Hà 98%, huyện Cam Lộ 95%. Hiện nay đã tham mưu bố trí kinh phí hàng năm hỗ trợ vaccine, tiền công tiêm phòng cho 14 xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Vĩnh Linh. Vì nuôi chó là phải tiêm phòng, ủy ban xã cho tiêm phòng là cho an toàn gia đình em, là khỏi cầm cho khỏi dại cầm trẻ em thì an toàn cho gia đình em, vì huyện với xã
tạo điều kiện tiêm phòng cho gia đình em thì cho gia đình em sức khỏe. Thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại động vật và công tác tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo tại địa phương. Tổ chức ra soát tổng đàn chó mèo hiện có trên địa bàn. Hàng năm, tổ chức tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó mèo đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 80% tổng đàn. Tỷ lệ tiêm phòng tính theo số lượng tổng đàn chó mèo thực tế thuộc diện tiêm phòng của địa phương. Tổ chức bắt giữ và xử lý đối với chó thả rong tại các địa phương đạt kết quả tiêm thấp, không đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp không chấp hành quy định quản lý chó mèo và không chấp hành tiêm phòng vaccine dại cho chó mèo nuôi. Của chỉ đạo của cấp trên thú y và của huyện là chỉ công văn để cho cái xã được xã là lập kế hoạch và quy định để mà ghi cho các thôn để mà được thực hiện cái mà tiêm chó dại. Trong mà tiêm thì xã cũng được đầu cũng sẽ cố gắng được cho đạt ở trong 2024 là sẽ đạt trên 90%. Về số lượng đến từ thời điểm hiện tại thì bây giờ các xã dọc đường chín đã tiêm được 2.800 liều cho đàn chó, đạt đến 25% trong tổng đàn chó trên toàn huyện. Và hiện tại là qua cái nguồn vaccine phân bổ của trung ương thì trạm thú y huyện phối hợp với cả bộ thú y của các xã đã tổ chức tiêm phòng cho các xã vùng sâu vùng xa là với lượng vaccine là 2.500 liều và đang tổ chức triển khai thực hiện. Với do cái tổng đàn chó mèo trên địa bàn toàn huyện hiện tại bây giờ là gần hơn 11.000 con. Tiếp theo thì qua các cái nguồn vaccine trên thì bây giờ phòng nông nghiệp mà cũng đã có văn bản chỉ đạo các xã thị trấn dọc đường chín là đăng ký các cái với các cái hộ người đồng bào dân tộc thiểu số nằm trên địa bàn các 7 xã về có cái số lượng chó mèo đang nuôi để phòng cũng như tham mưu cho ban huyện xin bố trí kinh phí để mua tiếp tục cái vaccine. Tuy vậy, trong quá trình triển khai tiêm phòng cũng gặp không ít khó khăn. Do nhận thức của người dân về tác hại nguy hiểm bệnh dại chưa cao, khai báo đàn chó mèo chưa được tốt, tâm lý người dân chưa chấp hành trong việc tiêm phòng và hiện tượng thả rong đàn chó mèo thường xuyên, khi bị chó mèo cắn không đến cơ sở y tế để điều trị dự phòng. Ngoài ra, sự quan tâm chỉ đạo trong việc tiêm phòng dại của chính quyền cơ sở chưa quyết liệt, triệt để, chưa hỗ trợ thêm lực lượng vây bắt, tiêm phòng mà giao khoản cho lực lượng thú y. Kinh phí hỗ trợ vẫn hạn chế, đặc biệt kinh phí dài hạn. Định hướng của ngành để tham mưu cho Ủy ban tỉnh trong thời gian tới, cái thứ nhất đó là phải gì thì cũng phải phối hợp với các cái chính quyền địa phương, huyện, thành phố, thị xã tích cực tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý đàn chó mèo, kê khai thống kê đàn chó mèo và vận động tuyên truyền để cho cái việc triển khai thực hiện cái quản lý nuôi nhốt tiêm phòng đàn chó mèo được tốt. Cái thứ hai đó là cái việc để mà phòng chống cái bệnh dại của chó là cái tốt nhất vẫn là cái công tác tiêm phòng, nên phải chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các cái lực lượng, các cái hệ thống chính trị của các địa phương để tích cực tiêm phòng với cái tỷ lệ cao nhất, tối thiểu phải đạt trên 80% tổng đàn mới có tỷ lệ bảo hộ. Và nội dung thứ ba thì đó là phải cần phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động để biết được các cái văn bản quy phạm pháp luật về quy định về phòng chống bệnh dại, về tăng cường chỉ đạo các cái việc trong phần bệnh dại và các cái quy định về quản lý chó mèo cũng như các cái trường hợp phải quy định của pháp luật về xử lý các cái trường hợp vi phạm không thực hiện trong cái tiêm phòng chó mèo và quản lý chó mèo, thì như vậy thì công tác phòng chống dịch bệnh dại mới được tốt. Để chủ động phòng chống bệnh dại, ngăn ngừa nguy cơ bệnh dại phát sinh lây lan trên đàn chó mèo, ngăn ngừa bệnh dại lây cho con người, hiện nay, ngoài sự vào cuộc của hệ thống chính trị, thì mỗi người dân cần phải tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống bệnh dại, phải tiêm phòng vaccine dại định kỳ cho chó mèo hàng năm. Đây là cách tốt nhất để phòng tránh bệnh dại lây lan và lây sang người và quản lý tốt đàn vật nuôi của gia đình.
Thưa bà con và các bạn, thực hiện kế hoạch số 114 ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã có công văn yêu cầu các địa phương, hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp tăng cường ứng phó với nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vụ hè thu năm 2024 nhằm chủ động ứng phó hạn hán, tổ chức sản xuất vụ hè thu đạt kết quả tốt. Theo dự báo, vụ hè thu năm 2024 sẽ xảy ra nắng nóng kéo dài, nguy cơ thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn với diện rộng trên toàn tỉnh. Việc cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn cây lúa làm đồng, trổ bông. Vì vậy, các đơn vị nằm trong vùng tưới cần chủ động phối hợp với đơn vị khai thác công trình thủy lợi, tiến hành ra soát, phân vùng tưới được, vùng có khả năng tưới được, vùng khó tưới được để có biện pháp xử lý kịp thời. Quản lý chặt chẽ các phai cống, không để mặn xâm nhập vào nội đồng làm ô nhiễm nguồn nước. Chủ động làm việc với các chi nhánh điện để có kế hoạch đảm bảo cung cấp điện cho các trạm bơm khi cần bơm tưới. Bám sát dự báo thời tiết của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, căn cứ nguồn nước ở các công trình thủy lợi liên quan và do địa phương quản lý để chủ động xây dựng phương án cấp nước phục vụ sản xuất vụ hè thu năm 2024. Có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý đối với những vùng thiếu nước, ưu tiên chuyển đổi sang các loài cây trồng chịu hạn cao, cây không cần nước. Thực hiện tưới tiết kiệm nước cho cây lúa theo kỹ thuật nông lộ phơi, be bờ đắp đập giữ nước nhằm tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên còn sót lại sau các đợt mưa từ ao, hồ, sông, suối, canh tiêu. Áp dụng các biện pháp tưới luân phiên, tưới nước tiết kiệm ngay từ đầu vụ, chủ động khoanh vùng, đắp đập, đặt máy bơm giả chiến hỗ trợ khi cần thiết. Ngoài ra, các địa phương, hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp tích cực phối hợp với các đơn vị như Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể về chuyên môn gắn với các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Xin cảm ơn bà con và các bạn đã đồng hành cùng Trang Nông nghiệp tuần này. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong khung giờ này tuần sau.